Kính chào quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Phú Thọ. Sáng nay, Bộ Tư lệnh Quân khu 2 phối hợp với Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh Phú Thọ tổ chức khai mạc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Phú Thọ năm 2024. Dự và chỉ đạo diễn tập có Trung tướng Phạm Hồng Trương, Tư lệnh Quân khu 2, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ Quân khu 2, Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2, Phó trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ Quân khu 2. Về phía tỉnh Phú Thọ có đồng chí Bùi Minh Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Phú Thọ năm 2024. Đồng chí Bùi Văn Quang, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo, Trưởng ban tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy, Phó trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Đại tá Nguyễn Đình Cương, Ủy viên ban thường vụ Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh, Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh. Các đồng chí trong ban thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo Hội đồng nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội, các huyện thành thị trong tỉnh. Phát biểu khai mạc, Trung tướng Phạm Hồng Trương, Tư lệnh Quân khu 2, Trưởng ban chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ quân khu đề nghị các thành phần lực lượng tham gia diễn tập nêu cao tinh thần trách nhiệm, khắc phục khó khăn, xây dựng ý chí quyết tâm, đoàn kết, thống nhất, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Từng vai diễn và từng sở ngành đoàn thể cần chủ động phối hợp, hiệp đồng, kiểm tra chặt chẽ, tỉ mỉ, chuẩn bị chu đáo các nội dung trước khi thực hiện các nội dung diễn tập. Trung tướng Phạm Hồng Trương đề nghị các thành phần tham gia diễn tập nghiên cứu, nắm chắc quan điểm, đường lối, chiến lược về quốc phòng an ninh của Đảng trong tình hình mới, gắn lý luận với tác chiến khu vực phòng thủ, với đặc điểm, điều kiện thực tế của địa phương, để vận dụng vào giải quyết các tình huống do Ban chỉ đạo diễn tập quân khu 2 giả định, bảo đảm sát nguyên tắc và phù hợp với thực tiễn địa bàn tỉnh Phú Thọ. Nội dung thực binh A2 và thực binh bắn chiến đấu phải tiến hành theo đúng phương án đã được Ban chỉ đạo diễn tập thông qua. Cuộc diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh Phú Thọ năm 2024 có đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào các trạng thái sẵn sàng chiến đấu, chuyển địa phương vào các trạng thái quốc phòng, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ. Mục tiêu là nhằm tiếp tục đổi mới nội dung, phương pháp chỉ đạo diễn tập khu vực phòng thủ các cấp, nâng cao năng lực lãnh đạo của các tổ chức đảng, hiệu lực quản lý, điều hành của nhà nước về quốc phòng, an ninh, phát huy vai trò làm tham mưu của các sở, ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức chính trị xã hội của tỉnh trong xây dựng và tác chiến khu vực phòng thủ. Thông qua diễn tập nhằm kiểm tra, bồi dưỡng trình độ tổ chức chỉ huy, hiệp đồng giữa các lực lượng trong xử lý, giải quyết các tình huống về quốc phòng, an ninh xảy ra trên địa bàn, kiểm tra trình độ huấn luyện chiến đấu và khả năng hoàn thành nhiệm vụ của lực lượng vũ trang. Đặc biệt, cuộc diễn tập đặt ra yêu cầu cao trong tiếp nhận thông tin và xử lý của người tập với nhiều nội dung, tình huống không được chuẩn bị trước. Thông tin chi tiết về cuộc diễn tập sẽ được cập nhật trong các chương trình thời sự sau. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật vừa tổ chức lễ ra mắt tủ sách điện tử Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Đại tướng Lương Cường, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Tủ sách điện tử Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng gồm 66 ấn phẩm do Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật và các nhà xuất bản khác biên tập, xuất bản được chia thành hai phần. Phần thứ nhất là các cuốn sách do đồng chí Nguyễn Phú Trọng viết, bao gồm các công trình nghiên cứu của cố Tổng Bí thư trong quá trình làm việc, công tác. Hai là các ấn phẩm và sách viết về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, thể hiện niềm tin yêu, kính trọng, quý mến của nhân dân trong nước và bạn bè quốc tế với cố Tổng Bí thư. Bấm nút khai trương tủ sách điện tử Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Thường trực Ban Bí thư Lương Cường nêu rõ, các cuốn sách của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bàn về những vấn đề lý luận rất rộng, nhưng cách trình bày lại rất dung dị, chất lọc, tổng kết thực tiễn và lấy đời sống thực tiễn để chứng minh, thuyết phục. Hiếm có sách về lý luận chính trị nào lại được đông đảo nhân dân trong nước và quốc tế quan tâm, đón nhận, tìm hiểu như các cuốn sách của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Sức hấp dẫn của các tác phẩm đó còn bởi tư duy, trí tuệ, phong cách, con người của đồng chí cố Tổng Bí thư và từ sự yêu mến, kính trọng, tin tưởng của nhân dân dành cho cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thường trực Ban Bí thư cũng đề nghị Ban Tuyên giáo Trung ương, các cơ quan chức năng phối hợp chặt chẽ với Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật trong việc tuyên truyền, lan tỏa nội dung và phát huy giá trị của tủ sách điện tử Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, từ đó khơi dậy niềm tin tưởng, tự hào của cán bộ, đảng viên và nhân dân hướng về Đảng quang vinh, Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, dân tộc Việt Nam anh hùng, phát huy ý chí và sức mạnh xây dựng đất nước,
vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội. Thưa quý vị, giai đoạn cuối năm, nhu cầu sử dụng xăng dầu phục vụ việc đi lại sinh hoạt của người dân và hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp tăng cao. Trước những biến động của thị trường trong và ngoài nước, các đơn vị cung cấp xăng dầu đã chủ động xây dựng kế hoạch, duy trì nguồn cung ổn định, đáp ứng nhu cầu sản xuất kinh doanh và tiêu dùng của người dân và doanh nghiệp. Mỗi ngày, cửa hàng xăng dầu này cung ứng từ khoảng trên 10 mét khối, tương đương với 10.000 lít xăng dầu cho thị trường, chủ yếu phục vụ nhu cầu đi lại của người dân và hoạt động giao thông vận tải. Từ đầu năm đến nay, cửa hàng chưa khi nào phải đóng cửa hoặc ngừng bán, đảm bảo phục vụ nhu cầu tiêu dùng và sản xuất kinh doanh trên địa bàn. Mình là giáo viên dạy lái xe mà, và làm dịch vụ nữa, thì hàng tháng mình sử dụng dầu trung bình khoảng từ 15 đến 20 triệu hàng tháng. Thì mình thường xuyên đổ xăng tại các cái cửa hàng xăng dầu Phú Thọ. Mình cảm thấy về chất lượng rất đảm bảo và số lượng cũng đủ đảm bảo. Tại cơ sở chúng tôi luôn quan tâm đến công tác là nhập hàng và tồn trữ hàng để làm sao mà đảm bảo được cung ứng cho an ninh quốc phòng và người tiêu dùng. Với cái lượng kho bể của chúng tôi thì 4 bể chứa 100.000 lít, chúng tôi có thể cung cấp được ra thị trường trong vòng 5-7 ngày. Chính vì vậy đã đặt cả trong những cái thời kỳ mà nó có thể khan hiếm hàng, chúng tôi vẫn có đủ thời gian để chuẩn bị nhập hàng đủ để cung cấp cho người tiêu dùng. Là đơn vị kinh doanh xăng dầu lớn trên địa bàn tỉnh, công ty xăng dầu Phú Thọ hiện có 61 cửa hàng bán lẻ trực thuộc, gần 100 cửa hàng thương nhân nhượng quyền, sản lượng tiêu thụ gần 20.000 mét khối xăng dầu. Công ty tiếp tục bám sát diễn biến thị trường, đảm bảo đủ nguồn hàng cung cấp cho toàn hệ thống trong mọi thời điểm. Đồng thời, chỉ đạo các cửa hàng bán hàng phù hợp, tránh hiện tượng đầu cơ, tích trữ khi giá tăng và nguồn hàng khan hiếm. Tập đoàn xăng dầu Việt Nam cũng đã có chỉ đạo các cái công ty xăng dầu thành viên là chuẩn bị đảm bảo cái nguồn hàng để mà đảm bảo cái nhu cầu trên địa bàn trong mọi điều kiện để phục vụ đủ cái nhu cầu phát triển kinh tế xã hội. Chính vì vậy mà công ty cũng đã có kế hoạch để làm cái đơn hàng dự báo cái nhu cầu đối với tập đoàn để đảm bảo cái nguồn nhập, và đồng thời công ty cũng tăng cường cái vận tải từ các cái kho đầu nguồn, kho đầu mối để về các cái kho của công ty. Từ đầu năm đến nay, giá xăng có 20 lần tăng, 20 đợt giảm, còn giá dầu tăng 17 lần, hạ 23 lần. Xăng dầu là mặt hàng chiến lược, quan trọng, nhạy cảm, dễ ảnh hưởng đến tâm lý người dân, tác động trực tiếp đến ổn định nền kinh tế. Để thị trường xăng dầu hoạt động ổn định, nhất là dịp cuối năm, các cơ quan chức năng cần có phương án quản lý, điều hành một cách khoa học, chặt chẽ, theo đúng quy định của pháp luật. Hiện nay, xu hướng già hóa dân số đang diễn ra nhanh chóng, kéo theo gia tăng nguy cơ mắc các bệnh lý mãn tính ở người cao tuổi. Việc quan tâm chăm sóc sức khỏe, kịp thời phát hiện và phòng ngừa sớm các loại bệnh tật là cơ sở quan trọng giúp người cao tuổi sống vui, sống khỏe, sống có ích. Tại Bệnh viện Y Dược Cổ truyền và Phục hồi Chức năng tỉnh, công tác khám chữa bệnh, tư vấn chăm sóc sức khỏe người cao tuổi vẫn luôn được duy trì hiệu quả, nhất là trong tháng hành động vì người cao tuổi năm 2024. Thời tiết giao mùa, nhiệt độ chênh lệch lớn giữa ngày đêm khiến cho người cao tuổi vốn có thể trạng yếu và bệnh lý nền dễ gặp phải các vấn đề về sức khỏe. Bệnh nhân nam 73 tuổi này có tiền sử nhiều năm mắc chứng đau dây thần kinh tọa, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và chất lượng cuộc sống sinh hoạt hàng ngày. Sau một thời gian khám và điều trị tích cực tại Bệnh viện Y Dược Cổ truyền và Phục hồi Chức năng tỉnh, được các bác sĩ tư vấn chăm sóc sức khỏe, tình trạng của ông đã dần được cải thiện. Lúc có đau rất vất vả này, và không làm ví dụ đứng lâu một tí nó rất mỏi, khó chịu này. Thế thì vào đây là được các bác sĩ tức là chăm sóc thủ thuật là các cái biện pháp thì nói chung là thì sau tôi chỉ một chu kỳ khoảng 12 ngày là tôi lại ra viện thôi. Các bệnh thường gặp ở người già hiện nay chủ yếu là các bệnh về tăng huyết áp, tim mạch, tiểu đường, đau cơ xương khớp, đau dây thần kinh. Tại khoa nội tổng hợp Bệnh viện Y Dược Cổ truyền và Phục hồi Chức năng tỉnh, khoảng 60% các bệnh nhân đến khám mắc các bệnh lý về cơ xương khớp. Do tâm lý ngại đến bệnh viện, nhiều người chỉ đến khám khi bệnh đã trở nặng, gây khó khăn cho công tác điều trị, phục hồi. Theo đó, song song với việc đầu tư máy móc, quan tâm đào tạo đội ngũ y bác sĩ, bệnh viện còn tăng cường tư vấn, nâng cao nhận thức về chăm sóc sức khỏe cho người dân.
Tôi bị đau khớp gối là cách đây độ khoảng độ 2-3 chục năm rồi. Nhưng mà cái ngày ấy là bản thân tôi là chưa hiểu biết kỹ. Cho nên tôi chỉ có ở nhà là xoa bóp và uống những thứ thuốc lá nam thôi. Thế nhưng mà sau khi bệnh của tôi nặng rồi thì tôi đã lên đây rất nhiều lần. Các bác sĩ rồi các điều dưỡng viên đã tận tình chữa chạy cho tôi. Và cái khớp gối tràn dịch, khớp gối của tôi đã ổn định. Bệnh nhân cao tuổi cần phải lưu ý thường xuyên, ăn uống đầy đủ, ngủ nghỉ đúng giờ, sinh hoạt đều đặn thường xuyên. Và ngoài ra lên đi khám sức khỏe định kỳ để nắm rõ tình hình diễn biến bệnh tật của mình và để nghe được tư vấn chuyên khoa của các bác sĩ. Không nên tự ý dùng thuốc hoặc bỏ thuốc. Phòng bệnh hơn trị bệnh. Ngoài việc điều trị đúng cách khi nhiễm bệnh, người cao tuổi cũng cần lưu ý quan tâm chăm sóc sức khỏe thường xuyên, định kỳ 6 tháng một lần đi kiểm tra để kịp thời phát hiện các dấu hiệu bệnh tật, từ đó điều chỉnh chế độ ăn uống, sinh hoạt, vận động phù hợp, tránh những nguy cơ biến chứng có thể xảy ra. Chương trình tiếp tục với cụm tin vắn. Hôm qua, mực nước sông Thao tại cầu Phong Châu lên cao, lưu tốc nước lớn. Vì vậy, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản cho nhân dân, Lữ đoàn 249 binh chủng công binh đã cắt cầu phao khẩn cấp từ 8 giờ 30 phút ngày 16 tháng 10 năm 2024. Khi đủ điều kiện, lữ đoàn sẽ tiếp tục bắc cầu cho người và phương tiện lưu thông trở lại. Những ngày qua, khi cầu phao thông xe, đã có hàng trăm nghìn phương tiện ô tô, xe bán tải, xe máy, xe thô sơ và người đi bộ lưu thông qua cầu. Hàng trăm cán bộ chiến sĩ túc trực 24/24 giờ để làm nhiệm vụ phân luồng, hướng dẫn và vận hành cầu phao phục vụ nhu cầu đi lại của người dân. Cầu treo Hồ Thượng Long, huyện Yên Lập được đưa vào sử dụng từ năm 2009. Sau thời gian dài sử dụng, hiện nay cầu đang bị xuống cấp rất nghiêm trọng. Các kết cấu bằng thép của cầu bị han rỉ, lan can và mặt cầu bị nứt gãy nhiều vị trí, hệ thống cáp trụ, cáp treo bị ăn mòn đáng kể. Khi có người đi qua, cầu có độ rung lắc rất mạnh, tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn, đặc biệt trong điều kiện thời tiết có mưa to gió lớn. Trong thời gian các cơ quan chức năng khảo sát, đánh giá và xây dựng phương án khắc phục sửa chữa để đảm bảo an toàn cho nhân dân khi đi qua cầu, Ủy ban nhân dân huyện Yên Lập đã chỉ đạo lắp đặt biển báo cấm người và các phương tiện lưu thông qua đây. Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện chương trình hành động phát triển nhà ở xã hội trong tình hình mới. Mục tiêu giai đoạn đến năm 2025 hoàn thành 7.000 căn hộ nhà ở xã hội và giai đoạn 2026 đến năm 2030 hoàn thành 15.200 căn nhà ở xã hội. Trong đó, phần đầu đến năm 2025, tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố toàn tỉnh đạt khoảng 95-97%. Đồng thời, đảm bảo 100% người có công và gia đình người có công với cách mạng được chăm lo tốt về nhà ở. Để đạt được mục tiêu này, Ủy ban nhân dân tỉnh tiếp tục ưu tiên bố trí nguồn vốn ngân sách nhà nước phù hợp và đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa nguồn vốn phát triển nhà ở xã hội. Cùng với đó là tiếp tục mở rộng chương trình cho vay ưu đãi đối với cá nhân, hộ gia đình để mua, thuê mua nhà ở xã hội theo chính sách. Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa phê duyệt phương án tổ chức kỳ thi và xét công nhận tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025. Theo đó, thí sinh thi bắt buộc hai môn gồm ngữ văn toán và hai môn tự chọn trong số các môn còn lại được học ở lớp 12 gồm ngoại ngữ, lịch sử, vật lý, hóa học, sinh học, địa lý, giáo dục kinh tế và pháp luật, tin học, công nghệ. Ngữ văn thi theo hình thức tự luận, các môn còn lại thi theo hình thức trắc nghiệm. Kỳ thi được tổ chức trên toàn quốc theo cách thức chung đề, chung đợt thi, cùng thời gian theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Về phương thức xét công nhận tốt nghiệp, kết hợp giữa kết quả đánh giá quá trình và kết quả thi tốt nghiệp theo tỷ lệ phù hợp với lộ trình triển khai chương trình giáo dục phổ thông 2018, Bộ Giáo dục và Đào tạo có trách nhiệm chỉ đạo chung, ban hành các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn, kế hoạch tổ chức kỳ thi, hướng dẫn tổ chức công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát kỳ thi. Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có trách nhiệm chỉ đạo tổ chức thực hiện và chịu trách nhiệm toàn diện về kỳ thi tại địa phương. Thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin thời sự hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.